Vào giữa thế kỷ 19, trong khi nền khoa học và công nghiệp trên thế giới đã phát triển mạnh mẽ, thì chế độ phong kiến ở Việt Nam trở nên khủng hoảng, suy yếu nghiêm trọng. Nông nghiệp sa sút, nạn mất mùa, đói kém xảy ra liên miên. Công thương nghiệp bị đình đốn, quân sự lạc hậu do chính sách bế quan tỏa cảng của nhà Nguyễn. Thực dân Pháp đã nhân thời cơ đó nổ súng xâm lược nước ta. Ngày 1 tháng 9 năm 1858, Liên quân Pháp-Tây Ban Nha với 14 chiến thuyền nổ súng tấn công Đà Nẵng. Tuy nhiên, quân dân Đại Nam đã anh dũng chống trả, đẩy lùi nhiều đợt tiến công của quân xâm lược. Sau 5 tháng bị cầm chân ở bán đảo Sơn Trà, quân Tây Ban Nha rút khỏi cuộc xâm lược. Pháp nhận thấy không thể chiếm được Đà Nẵng nên đã quyết định đưa quân vào đánh thành Gia Định. Quân Đại Nam tiếp tục kháng cự quyết liệt nhưng cuối cùng thất bại trước hỏa lực mạnh của Pháp. Thừa thắng, quân Pháp tiếp tục mở rộng đánh chiếm xung quanh Gia Định cũng như bắt đầu xây dựng bộ máy hành chính để quản lý khu vực chiếm đóng. Năm 1862, nhà Nguyễn đã phải ký với Pháp hòa ước Nhâm Tuất. Theo đó, Đại Nam nhượng 3 tỉnh miền Đông và đảo Côn Lôn cho quân Pháp, bồi thường chiến phí 4 triệu đồng bạc trong 10 năm. Đến năm 1867, Pháp vu cáo triều đình Đại Nam vi phạm các điều đã cam kết trong Hiệp ước 1862, chiếm đốt 3 tỉnh miền Tây Nam Bộ mà không cần có hiệp ước mới. Mặc dù triều đình đã đầu hàng, nhưng các cuộc khởi nghĩa của quần chúng nhân dân vẫn tiếp tục diễn ra mạnh mẽ. Sau khi thiết lập bộ máy cai trị ở Nam Kỳ, Pháp tiếp tục mở rộng cuộc chiến tranh xâm lược ra miền Bắc. Trong các năm 1873 và 1882, thực dân Pháp hai lần đưa quân ra đánh thành Hà Nội, nhưng đều bị đẩy lùi. Hiểu rằng vấn đề Bắc Kỳ chỉ có thể giải quyết ở Huế, Bộ Chỉ huy Pháp muốn lợi dụng những biến loạn xảy ra khi vua Tự Đức qua đời ngày 17 tháng 7 năm 1883 để tấn công kinh đô Đại Nam. Ngày 18 tháng 8 năm 1883, hạm đội Pháp do đô đốc Courbet chỉ huy nổ súng công phá cửa biển Thuận An. Quân Đại Nam chống trả quyết liệt để bảo vệ kinh đô nhưng thất bại. Trước sức ép quân sự, triều đình Huế phải xin đình chiến, chấp nhận ký kết hiệp ước Hắc Măng 1883 và sau đó là hiệp ước Paternotte 1884. Việt Nam bị chia làm 3 kỳ chịu sự bảo hộ của thực dân Pháp. Từ đó, chính quyền nhà Nguyễn chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa, không có quyền hành. Nước Đại Nam sau gần 460 năm giành lại độc lập, tính từ khi khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi, nay lại bị mất nước, rơi vào tay nước ngoài đô hộ. Chiến tranh kết thúc, một số quan lại, tướng lĩnh nhà Nguyễn cùng những sĩ phu yêu nước vẫn tiếp tục nổi dậy chống lại người Pháp, tiêu biểu như phong trào Cần Vương do vua Hàm Nghi và Tôn Thất Thuyết khởi xướng. Nhưng đến cuối thế kỷ 19, các lực lượng này cơ bản đã bị trấn áp. Cùng với quá trình xâm lược, Pháp đặt ách cai trị lên Việt Nam, biến nước ta trở thành thuộc địa để vơ vét, bóc lột và tiêu thụ hàng hóa. Hậu quả của nó tất nhiên là sự bần cùng, chết đói của nhân dân. Tuy vậy, một số yếu tố mới của chủ nghĩa tư bản đã xuất hiện như đường xá giao thông, các phương tiện vận tải liên lạc, các hầm mỏ, thành phố, hải cảng. Cũng trong thời kỳ này, Pháp đã cắt nhiều vùng đất của nước ta cho nhà Thanh, Lào và Campuchia, đồng thời cũng sát nhập một số khu vực vào lãnh thổ Việt Nam. Ngày 3 tháng 2 năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, là tổ chức lãnh đạo nhân dân cả nước đứng lên chống quân xâm lược, giành độc lập cho dân tộc. Năm 1940, Nhật Bản tấn công Đông Dương thuộc Pháp trong một phần của Thế chiến thứ hai. Người Pháp nhanh chóng đầu hàng. Phát xít Nhật giữ nguyên bộ máy cai trị của Pháp để vơ vét của cải và đàn áp phong trào cách mạng. Năm 1941, Nguyễn Ái Quốc trở về Việt Nam sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng từ Bắc Bó. Tháng 3 năm 1945, Nhật Bản đảo chính lật đổ chính phủ bảo hộ của Pháp. Ngay sau đó, một chính quyền bù nhìn với quốc vương Bảo Đại và thủ tướng Trần Trọng Kim được thiết lập, đặt quốc hiệu là Đế quốc Việt Nam. Ngày 15 tháng 8 năm 1945, Nhật Bản tuyên bố đầu hàng quân đồng minh, Thế chiến thứ hai kết thúc. Nhân thời cơ đó, lực lượng Việt Minh do Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo đã thực hiện thành công cuộc cách mạng tháng 8, giành chính quyền tại hầu hết các tỉnh thành. Vua Bảo Đại tuyên bố thoái vị, chấm dứt chế độ phong kiến hàng nghìn năm ở Việt Nam. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa được Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên bố thành lập với thủ đô là Hà Nội. Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa vừa mới ra đời, đã phải đương đầu với muôn vàn khó khăn, thử thách, xây dựng chính quyền cách mạng, diệt giặc đói, giặc dốt, khắc phục khó khăn về tài chính, đấu tranh chống ngoại xâm, nội phản. Quân đội các nước đồng minh dưới danh nghĩa giải giáp quân đội Nhật lũ lượt kéo vào nước ta. Ngày 23 tháng 9 năm 1945, được sự giúp đỡ của quân đội Anh, thực dân Pháp tiến công Sài Gòn, mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược nước ta lần thứ hai. Sau đó, quân Pháp tiếp tục đánh chiếm nhiều địa bàn quan trọng ở Nam Bộ và Nam Trung Bộ. Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh quyết tâm lãnh đạo kháng chiến, huy động lực lượng cả nước chi viện cho Nam Bộ và Trung Bộ. Hàng vạn thanh niên đã hăng hái gia nhập quân đội, xung vào các đoàn quân Nam tiến.
Sau khi chiếm đóng các đô thị ở Nam Bộ và Nam Trung Bộ, Pháp thực hiện kế hoạch tiến quân ra Bắc nhằm thôn tính cả nước ta. Khi đó, miền Bắc còn 200.000 quân Trung Hoa Dân Quốc đang đóng, với danh nghĩa giải giới quân đội Nhật. Thực dân Pháp đã điều đình với chính phủ Trung Hoa Dân Quốc. Theo đó, Pháp được đưa quân ra Bắc thay quân Trung Quốc làm nhiệm vụ giải giáp quân Nhật. Trước nguy cơ phải đối phó cùng một lúc nhiều kẻ thù, chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã chủ trương hòa hoãn, thỏa thuận cho 15.000 quân Pháp ra miền Bắc đóng ở những điểm quy định và rút dần trong thời hạn 5 năm, từ đó tạo điều kiện cho ta kéo dài thời gian để củng cố lực lượng, chuẩn bị bước vào cuộc kháng chiến toàn quốc không thể tránh khỏi. Mặc dù đã ký hiệp định sơ bộ và tạm ước năm 1946, thực dân Pháp vẫn đẩy mạnh việc chuẩn bị chiến tranh xâm lược nước ta một lần nữa. Pháp liên tục khiêu khích và mở các cuộc tiến công ta ở cả ba miền. Trước tình hình đó, chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã quyết định phát động cả nước kháng chiến. Ngày 19 tháng 12 năm 1946, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp bùng nổ. Ở các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16, quân dân ta tấn công, bao vây và tiêu diệt nhiều tên địch. Cùng với đó, nhân dân ở Nam Bộ và Nam Trung Bộ đẩy mạnh chiến tranh du kích, đánh chặn địch trên các tuyến giao thông, phá các cơ sở hậu cần. Sau 2 tháng chiến đấu, các cơ quan đảng, chính phủ rút lui khỏi Hà Nội, chuyển lên căn cứ địa Việt Bắc. Tháng 3 năm 1947, chính phủ Pháp quyết định thực hiện kế hoạch tấn công căn cứ địa Việt Bắc nhằm nhanh chóng kết thúc chiến tranh. Pháp huy động 12.000 quân và hầu hết máy bay ở Đông Dương, mở cuộc tiến công Việt Bắc từ ngày 7 tháng 10 năm 1947. Trên khắp các mặt trận, quân dân ta anh dũng chiến đấu, từng bước đẩy lùi cuộc tiến công của địch. Sau hơn 2 tháng giao tranh, cuộc chiến đấu đã kết thúc bằng cuộc rút chạy của đại bộ phận quân Pháp khỏi Việt Bắc ngày 19 tháng 12. Với chiến thắng này, cơ quan đầu não kháng chiến của ta được bảo toàn, bộ đội chủ lực ngày càng trưởng thành. Từ sau chiến thắng Việt Bắc thu đông năm 1947, cuộc kháng chiến của nhân dân ta có thêm một số thuận lợi. Năm 1949, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời. Sang năm 1950, Trung Quốc, Liên Xô và các nước trong phe xã hội chủ nghĩa lần lượt công nhận và đặt quan hệ ngoại giao với Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Về phía địch, Hoa Kỳ đồng ý viện trợ kinh tế và quân sự cho Pháp, từng bước can thiệp sâu vào cuộc chiến tranh ở Đông Dương. Được sự tán đồng của Mỹ, Pháp đề ra kế hoạch Revere, thiết lập hệ thống phòng ngự hành lang Đông Tây từ Hải Phòng, đi qua Hà Nội, Hòa Bình, đến Sơn La. Trên cơ sở đó, Pháp chuẩn bị kế hoạch tiến công quy mô lớn lên Việt Bắc lần thứ hai. Tình hình đó khiến Đảng và Chính phủ quyết định mở chiến dịch biên giới nhằm khai thông đường sang Trung Quốc, củng cố căn cứ địa Việt Bắc. Ngày 16 tháng 9 năm 1950, quân đội Việt Nam nổ súng mở đầu chiến dịch bằng trận đánh vào Đông Khê. Sau hơn 2 ngày chiến đấu, cứ điểm Đông Khê đã hoàn toàn bị tiêu diệt, quân Pháp ở Cao Bằng và Thất Khê bị uy hiếp. Trước nguy cơ bị tiêu diệt toàn quân, Pháp buộc phải rút khỏi hai cứ điểm này, đi theo đường số 4 để về Hà Nội. Trên đường rút chạy, quân Pháp liên tục bị quân đội Việt Nam mai phục và truy kích. Trong khi đó, cuộc hành quân của địch lên Thái Nguyên cũng bị quân ta chặn đánh. Sau hơn một tháng chiến đấu, chiến dịch biên giới đã kết thúc thắng lợi, giải phóng khu vực từ Cao Bằng tới Đình Lập với 35 vạn dân. Kế hoạch Revere bị phá sản, con đường liên lạc với các nước xã hội chủ nghĩa được khai thông. Từ cuối năm 1950 đến năm 1953, quân đội Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa liên tiếp mở những đợt tiến công vào vùng Trung Du và đồng bằng Bắc Bộ, đẩy Pháp vào thế lùi sâu đối phó. Tiêu biểu như chiến dịch Hòa Bình, Đông Xuân 1951-1952, giải phóng hoàn toàn khu vực Hòa Bình, sông Đà với 15 vạn dân. Chiến dịch Tây Bắc, thu đông năm 1952, giải phóng khu vực Sơn La, Lai Châu, Yên Bái với 25 vạn dân. Chiến dịch Thượng Lào, xuân hè năm 1953, Liên quân Việt-Lào đã giải phóng các tỉnh Sầm Nưa, Siêng Khoảng và Phong Sa Lì của Lào với hơn 30 vạn dân. Cùng với chiến trường chính miền Bắc, ở các chiến trường Trung Bộ và Nam Bộ, quân dân ta tiến hành chiến tranh du kích, tiêu hao sinh lực và cơ sở hạ tầng của địch. Trải qua 8 năm tiến hành chiến tranh xâm lược Việt Nam, thực dân Pháp thiệt hại ngày càng nặng nề. Đến năm 1953, Pháp bị loại khỏi vòng chiến đấu 39 vạn quân, tiêu tốn hơn 2.000 tỷ franc, vùng chiếm đóng ngày càng bị thu hẹp. Trước tình thế bị sa lầy và thất bại cận kề, chính phủ Pháp cử tướng Nava làm tổng chỉ huy quân đội viễn chinh Pháp ở Đông Dương. Nava lập ra kế hoạch hai bước với hy vọng giành chiến thắng trong 18 tháng. Bước thứ nhất là tiến công bình định vùng tự do Trung Bộ và Nam Đông Dương. Bước thứ hai là chuyển lực lượng ra Bắc Bộ, cố gắng giành chiến thắng quyết định để kết thúc chiến tranh. Thực dân Pháp tăng thêm 12 tiểu đoàn bộ binh sang Việt Nam, đồng thời xin Mỹ tăng thêm viện trợ quân sự. Đối phó với kế hoạch của địch,
Từ mùa đông năm 1953 đến mùa xuân năm 1954, quân ta mở một loạt chiến dịch tiến công ở hầu khắp các chiến trường Đông Dương, loại khỏi vòng chiến hàng vạn quân địch, giải phóng các khu vực Lai Châu, Kon Tum và nhiều khu vực ở Thượng và Trung Lào. Điện Biên Phủ là một thung lũng rộng lớn nằm ở vùng rừng núi Tây Bắc, gần với biên giới Lào, có vị trí chiến lược quan trọng nên quân Pháp cố nắm giữ. Nava tập trung mọi nguồn lực để xây dựng Điện Biên Phủ thành tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương. Tổng số binh lực địch ở đây tới 16.200 quân, được bố trí thành 3 phân khu, Bắc, Trung tâm và Nam, tổng cộng có 49 cứ điểm quân sự, có các trận địa pháo, sân bay, kho hậu cần. Sau khi kiểm tra, các tướng lĩnh Pháp và Mỹ đều coi Điện Biên Phủ là một pháo đài bất khả xâm phạm. Tháng 12 năm 1953, Bộ Chính trị Trung ương Đảng đã họp và quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ. Ngày 13 tháng 3 năm 1954, quân ta nổ súng tấn công. Trong đợt 1 của chiến dịch, từ ngày 13 đến 17 tháng 3, quân đội Việt Nam tiến công và tiêu diệt toàn bộ phân khu Bắc, loại khỏi vòng chiến đấu 2.000 tên địch. Đợt 2, từ ngày 30 tháng 3 đến 26 tháng 4, quân ta đồng loạt tiến công phân khu Trung tâm và phân khu Nam, tiêu diệt các cứ điểm vòng ngoài, thu hẹp vòng vây, chia cắt và khống chế quân địch. Sau đợt này, Mỹ khẩn cấp viện trợ cho Pháp và đe dọa ném bom nguyên tử xuống Điện Biên Phủ. Đợt 3, quân ta tấn công các cứ điểm còn lại ở phân khu Trung tâm và phân khu Nam, tiêu diệt các cứ điểm này. Ngày 7 tháng 5 năm 1954, quân đội Việt Nam đánh vào sở chỉ huy địch, bắt sống tướng De Castery cùng toàn bộ ban tham mưu của Pháp. Chiến dịch Điện Biên Phủ kết thúc thắng lợi. Cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953-1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng đã loại khỏi vòng chiến 128.000 tên địch, thu giữ và phá hủy nhiều vũ khí, giải phóng nhiều vùng rộng lớn trong cả nước. Chiến thắng này cũng chấm dứt ý đồ xâm lược của Pháp, buộc Pháp phải ngồi vào bàn đàm phán. Hiệp định Geneva được ký kết ngày 21 tháng 7 năm 1954 với vĩ tuyến 17 là ranh giới quân sự tạm thời và sau 2 năm, khi quân Pháp rút xong, thì cả hai miền sẽ tổ chức tổng tuyển cử để thống nhất đất nước. Tuy nhiên, khi Pháp rút quân, người Mỹ đã nhận định rằng nếu cuộc tổng tuyển cử diễn ra, thì hầu hết người dân Việt Nam sẽ bầu cho Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vì vậy, Mỹ đã hậu thuẫn cho Ngô Đình Diệm thành lập chính phủ riêng biệt ở phía Nam vĩ tuyến 17 bằng một cuộc trưng cầu dân ý dân lận. Trước tình hình đó, nhân dân ta phải tiếp tục thực hiện cuộc kháng chiến chống Mỹ để thống nhất đất nước. Sau khi Thế chiến thứ hai kết thúc, Mỹ ngày càng trở nên lo sợ sự lan rộng của chủ nghĩa cộng sản trên thế giới. Bởi vậy, ngay từ năm 1946, người Mỹ đã có kế hoạch can thiệp vào Việt Nam, nhưng chưa có cơ hội. Khi Pháp dần trở nên thất thế trong cuộc chiến với Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, cơ hội để Mỹ can thiệp mới tới. Ban đầu, Hoa Kỳ chỉ đơn thuần là viện trợ tiền cho Pháp. Nhưng về sau, những viện trợ đã trở thành hàng chục nghìn tấn vũ khí và quân nhu mỗi tháng, cố vấn quân sự, thậm chí có cả phi công Mỹ tham chiến trong trận Điện Biên Phủ. Tuy nhiên, những can thiệp sâu rộng của Mỹ cũng không giúp cho Pháp thoát khỏi một thất bại thảm hại trước Việt Nam tại Điện Biên Phủ. Tháng 4 năm 1954, Pháp buộc phải ký kết Hiệp định Geneva, đồng ý rút quân khỏi Việt Nam. Vĩ tuyến 17 trở thành ranh giới quân sự tạm thời để hai bên tập kết lực lượng và sau 2 năm, khi người Pháp rút xong, cả hai miền sẽ tổ chức tổng tuyển cử để thống nhất đất nước. Khi quân Pháp rút đi, người Mỹ đã nhận định rằng nếu cuộc tổng tuyển cử diễn ra thì hầu hết người dân Việt Nam sẽ bầu cho Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bởi vậy, Mỹ đã hậu thuẫn cho Ngô Đình Diệm thành lập chính phủ riêng biệt ở phía Nam vĩ tuyến 17 bằng một cuộc trưng cầu dân ý dân lận. Trước tình hình đó, nhân dân ta phải tiếp tục thực hiện cuộc kháng chiến chống Mỹ để thống nhất đất nước. Trong giai đoạn đầu sau khi giành được độc lập, miền Bắc tập trung vào khôi phục kinh tế xã hội, cải cách ruộng đất, hàn gắn vết thương chiến tranh. Ở miền Nam, cách mạng chủ yếu đấu tranh bằng chính trị chống chính quyền Ngô Đình Diệm. Nhiều cuộc biểu tình, tuần hành đã nổ ra nhằm gây sức ép lên chính quyền, đòi thi hành Hiệp định Geneva, tổng tuyển cử thống nhất đất nước, đòi các quyền tự do, dân chủ. Chính quyền Sài Gòn đã tăng cường đàn áp, lùng bắt và xử tử hàng chục nghìn cán bộ, đảng viên Đảng Cộng sản và những người tham gia cách mạng. Trước tình hình đó, Trung ương Đảng đã quyết định để nhân dân miền Nam chuyển từ đấu tranh hòa bình sang đấu tranh bằng vũ lực. Khắp nơi ở miền Nam, nhân dân nổi dậy giành chính quyền, thành lập lực lượng vũ trang, tịch thu ruộng đất của địa chủ chia cho dân nghèo. Đến cuối năm 1960, cách mạng đã làm chủ khoảng một nửa các vùng nông thôn ở Nam Bộ, Tây Nguyên và Trung Bộ. Từ khí thế đó, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời tháng 12 năm 1960 do luật sư Nguyễn Hữu Thọ làm chủ tịch với mục tiêu đấu tranh chống Mỹ và chính quyền Ngô Đình Diệm.
Từ năm 1961 đến 1965, miền Bắc bước vào thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất với nhiệm vụ phát triển công nghiệp, nông nghiệp, cải tạo xã hội, đồng thời chi viện cho tiền tuyến. Ở miền Nam, Mỹ tăng cường viện trợ kinh tế và quân sự cho chính phủ Ngô Đình Diệm. Chiến dịch chiến tranh đặc biệt được vạch ra với việc sử dụng chủ yếu quân lực Việt Nam Cộng Hòa, được trang bị bằng vũ khí tối tân do Mỹ cung cấp và thực hiện các kế hoạch quân sự do cố vấn Mỹ hoạch định. Chính quyền Sài Gòn tăng cường lập các ấp chiến lược, dồn nông dân ở làng quê vào các vùng đất được rào quanh chắc chắn, nhằm cách ly quân cách mạng với dân chúng. Được Mỹ hỗ trợ chiến đấu và chỉ huy bằng hệ thống cố vấn, quân đội Sài Gòn liên tiếp mở các đợt hành quân, càn quét nhằm tiêu diệt lực lượng cách mạng, phong tỏa biên giới, vùng biển để ngăn sự chi viện của miền Bắc cho miền Nam. Tháng 2 năm 1961, lực lượng quân giải phóng miền Nam được thành lập. Trong những năm 1961 và 1962, quân giải phóng đã đẩy lùi được nhiều đợt tiến công của địch, tiêu diệt nhiều đồn bốt lẻ. Cuộc đấu tranh chống ấp chiến lược diễn ra khá gay go và quyết liệt. Mỹ và chính quyền Sài Gòn dù tập trung sức dồn dân lập ấp, nhưng cũng chỉ thực hiện được non nửa kế hoạch. Đến cuối năm 1962, hơn một nửa số ấp với gần 70% nông dân ở miền Nam vẫn nằm trong tay cách mạng. Tại các đô thị như Sài Gòn, Huế, Đà Nẵng, nơi mà chính phủ Việt Nam Cộng Hòa kiểm soát, nhiều tầng lớp nhân dân đấu tranh bằng các cuộc biểu tình, tuần hành. Phong trào đấu tranh chính trị ở đô thị và những đòn tiến công liên tiếp của quân giải phóng đã đẩy nhanh quá trình suy sụp của chính quyền Ngô Đình Diệm. Tháng 11 năm 1963, được sự giật dây của Mỹ, tướng Dương Văn Minh đã làm cuộc đảo chính, giết anh em Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu. Cuộc đảo chính này làm cho chính quyền Sài Gòn rơi vào khủng hoảng triền miên. Chỉ trong vòng 18 tháng sau đó, đã liên tục diễn ra hơn 10 cuộc đảo chính trước khi hai tướng là Nguyễn Văn Thiệu và Nguyễn Cao Kỳ lên nắm quyền. Tháng 6 năm 1965, trước các thất bại liên tiếp trên chiến trường và tình hình chính trị rối loạn của Việt Nam Cộng Hòa, chính phủ Mỹ quyết định hủy bỏ kế hoạch chiến tranh đặc biệt và đưa quân đội Mỹ sang trực tiếp tham chiến để giữ miền Nam khỏi rơi vào tay lực lượng quân giải phóng. Sau thất bại của chiến lược chiến tranh đặc biệt, Mỹ chuyển sang chiến lược chiến tranh cục bộ ở miền Nam và mở rộng chiến tranh phá hoại miền Bắc. Chiến lược chiến tranh cục bộ bắt đầu từ giữa năm 1965, được tiến hành bằng lực lượng quân đội Mỹ, quân một số nước đồng minh của Mỹ và quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Những đồng minh của Mỹ đã đưa quân vào miền Nam Việt Nam khi đó bao gồm Hàn Quốc, Thái Lan, Philippines, Australia và New Zealand. Tổng quân số ở miền Nam lúc cao nhất lên tới gần 1,5 triệu, trong đó quân Mỹ chiếm hơn nửa triệu. Trong bản kế hoạch hành động đối với Việt Nam, viết vào ngày 24 tháng 5 năm 1965, trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ John McNaughton đã lên danh sách những mục tiêu của Hoa Kỳ trong cuộc chiến. Trong đó, 70% là để tránh một thất bại đáng xấu hổ của Mỹ. Dựa vào ưu thế quân số đông và vũ khí hiện đại, quân Mỹ vừa vào miền Nam đã mở ngay những cuộc hành quân, tìm diệt và bình định vào những căn cứ của quân giải phóng. Quân dân ta trong thế trận chiến tranh nhân dân với nhiều phương thức tác chiến đã đánh chặn địch trên mọi hướng, tiến công khắp các mặt trận. Từ năm 1965 đến 1967, quân giải phóng đã loại khỏi vòng chiến đấu 255.000 tên địch, trong đó có 110.000 lính Mỹ, phá hủy hàng nghìn xe tăng, máy bay và phương tiện chiến đấu. Bước vào mùa xuân năm 1968, xuất phát từ nhận định tương quan lực lượng có lợi cho ta sau hai mùa khô, đồng thời lợi dụng mâu thuẫn ở Hoa Kỳ trong bầu cử tổng thống, quân ta chủ trương mở cuộc tổng tiến công và nổi dậy trên toàn miền Nam, với trọng tâm là các đô thị. Mục tiêu của chiến dịch này là tiêu diệt quân Mỹ và đồng minh, đánh mạnh vào chính quyền Sài Gòn, buộc Mỹ phải rút quân về nước. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân được mở đầu bằng cuộc tập kích chiến lược của quân chủ lực vào hầu khắp các đô thị miền Nam trong đêm 30 tháng 1 năm 1968. Tại Sài Gòn, quân giải phóng tiến công các vị trí đầu não của địch như Tòa Đại sứ Mỹ, Dinh Độc Lập, Bộ Tổng Tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, Đài Phát Thanh, sân bay Tân Sơn Nhất. Trong đợt 1, quân ta đã loại khỏi vòng chiến 147.000 tên địch, trong đó có 43.000 lính Mỹ, phá hủy khối lượng lớn cơ sở vật chất và phương tiện chiến tranh của chúng. Tuy nhiên, do lực lượng địch còn rất đông với gần 1,5 triệu quân, cơ sở ở thành thị mạnh, nên chúng đã nhanh chóng tổ chức phản công khiến quân ta chịu nhiều tổn thất. Đồng thời với việc đẩy mạnh chiến tranh ở miền Nam, Mỹ cũng mở rộng chiến tranh ra miền Bắc bằng không quân và hải quân. Tháng 8 năm 1964, sau khi dựng lên sự kiện Vịnh Bắc Bộ làm cái cớ, Hoa Kỳ đã cho máy bay ném bom bắn phá một số tỉnh miền Bắc như Quảng Bình, Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Ninh. Mục tiêu của những chiến dịch này là phá hoại tiềm lực kinh tế, quân sự ở miền Bắc, ngăn chặn sự chi viện cho miền Nam, cũng như uy hiếp tinh thần và ý chí của nhân dân ta. Để chống lại những hành động phá hoại của địch, miền Bắc đã kịp thời chuyển sang tình trạng thời chiến, đào hầm hào, đắp công sự. Lực lượng phòng không, không quân,
hải quân, với những vũ khí và phương tiện hiện đại được Liên Xô viện trợ, huấn luyện là lực lượng chính trong cuộc chiến này. Trong hơn 4 năm từ 1964 đến 1968, miền Bắc đã bắn hạ hơn 3.200 máy bay, 143 tàu chiến. Đồng thời với việc kháng chiến, miền Bắc vẫn tập trung sản xuất và liên tục chi viện cho miền Nam. Hai tuyến đường vận chuyển chiến lược Bắc Nam mang tên Hồ Chí Minh trên bộ và trên biển bắt đầu khai thông từ năm 1959, dài hàng nghìn cây số, nối liền hậu phương với tiền tuyến. Đến năm 1968, sau chiến dịch Tết Mậu Thân và những thiệt hại ngày càng nặng nề của Mỹ trên chiến trường, các chính trị gia trong Quốc hội và dư luận Hoa Kỳ bắt đầu gây sức ép lên chính phủ, đòi rút quân khỏi Việt Nam, thúc ép giải quyết chiến tranh bằng thương lượng. Do vậy, tháng 6 năm 1969, Tổng thống Richard Nixon phải tuyên bố sẽ bắt đầu rút quân và giảm bớt số bom đổ xuống Việt Nam. Chiến lược chiến tranh cục bộ về cơ bản đã thất bại. Để giảm thiệt hại về nhân mạng trên chiến trường, cũng như để xoa dịu dư luận trong nước, từ năm 1969, Mỹ chuyển sang chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh. Với chiến lược này, quân Mỹ và đồng minh sẽ rút dần khỏi Việt Nam, đồng thời là quá trình tăng cường lực lượng quân đội Sài Gòn. Chính phủ Mỹ vẫn tiếp tục đẩy mạnh viện trợ cho Việt Nam Cộng Hòa với các loại vũ khí tối tân và công sự mà Mỹ để lại. Ngày 6 tháng 6 năm 1969, Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng Hòa miền Nam Việt Nam được thành lập. Đó là một chính phủ của nhân dân miền Nam với mục tiêu đấu tranh chống lại Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa. Giữa lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ đang ở giai đoạn khốc liệt nhất, thì ngày 2 tháng 9 năm 1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời. Đây là một sự mất mát lớn đối với dân tộc và cách mạng Việt Nam. Thực hiện di chúc của người, nhân dân hai miền tiếp tục đẩy mạnh kháng chiến để thống nhất đất nước. Từ tháng 4 đến tháng 6 năm 1970, quân đội Việt Nam với sự phối hợp của quân dân Campuchia đã đập tan cuộc hành quân sang Campuchia của 100.000 quân Mỹ và quân đội Sài Gòn, loại khỏi vòng chiến 17.000 tên địch, giải phóng nhiều vùng đất đai rộng lớn với 4,5 triệu dân. Tháng 2 năm 1971, quân đội Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa mở chiến dịch Lam Sơn 719, đánh vào đất Lào nhằm cắt đường tiếp tế và phá hủy hệ thống kho tàng của quân giải phóng miền Nam Việt Nam. Quân đội Việt Nam với sự trợ giúp của quân dân Lào đã đánh bại cuộc hành quân này, loại khỏi vòng chiến 22.000 quân địch, giữ vững con đường tiếp tế Hồ Chí Minh. Sau những chiến dịch thất bại liên tiếp, Tổng thống Nixon và chính phủ của ông ta phải chịu sức ép ngày càng lớn từ dư luận và Quốc hội Hoa Kỳ. Tháng 3 năm 1972, quân đội nhân dân Việt Nam quyết định mở một cuộc tổng tiến công và nổi dậy chiến lược. Đây là đòn đánh quyết định kết hợp với nỗ lực ngoại giao nhằm buộc Mỹ rút ra khỏi cuộc chiến. Cuộc tấn công này không nhận được sự ủng hộ từ Liên Xô và Trung Quốc, những nước chỉ muốn kết thúc nhanh một thỏa ước hòa bình với Mỹ. Nhưng các lãnh đạo Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng Hòa miền Nam Việt Nam vẫn quyết tâm khởi động một chiến dịch quy mô lớn nhằm đánh bại triệt để chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh, giành lợi thế trên bàn đàm phán ở Paris. Trong hai tháng đầu, quân giải phóng miền Nam mở các đợt tiến công lớn vào các phòng tuyến mạnh của địch là Quảng Trị, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ, chọc thủng ba phòng tuyến này, loại khỏi vòng chiến đấu 200.000 quân Việt Nam Cộng Hòa. Sau những thất bại ban đầu, quân đội Sài Gòn với sự yểm trợ của Mỹ đã trở lại phản công, gây cho quân ta nhiều thiệt hại. Tuy nhiên, chiến dịch này đã giáng một đòn nặng nề vào nước Mỹ và chính quyền Sài Gòn, đồng thời giúp quân giải phóng nắm giữ thêm nhiều khu vực lãnh thổ ở miền Nam. Thất bại trên mặt đất, Nixon chính thức tiến hành cuộc chiến tranh bằng không quân và hải quân phá hoại miền Bắc lần thứ hai. Tháng 4 năm 1972, Hoa Kỳ bắt đầu cho máy bay ném bom các thành phố miền Bắc. Nhờ được chuẩn bị trước và luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, quân dân miền Bắc đã kịp thời chống trả địch ngay từ đầu. Đồng thời, trong điều kiện chiến tranh ác liệt, miền Bắc vẫn tiếp tục duy trì các hoạt động sản xuất, đảm bảo giao thông vận tải thông suốt, chi viện cho miền Nam. Tháng 12 năm 1972, Nixon phê chuẩn kế hoạch tập kích chiến lược đường không bằng máy bay B-52 vào Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố miền Bắc trong 12 ngày đêm liên tục nhằm giành một chiến thắng quân sự quyết định và giành lợi thế trên bàn đàm phán. Quân dân miền Bắc đánh trả không quân Mỹ rất quyết liệt. Mỹ đã đánh giá thấp năng lực phòng không của miền Bắc Việt Nam, đồng thời quá tự tin vào máy bay và những biện pháp gây nhiễu radar của mình. Đáp lại điều đó, lực lượng tên lửa phòng không của quân đội nhân dân Việt Nam đã giải quyết vấn đề bằng những chiến thuật sáng tạo và hợp lý, bắn rơi hàng chục máy bay B-52. Tính chung trong cả cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ hai, từ tháng 4 năm 1972 đến tháng 1 năm 1973, miền Bắc đã bắn hạ 735 máy bay và 125 tàu chiến Mỹ. Thắng lợi này được coi là trận Điện Biên Phủ trên không, buộc Mỹ phải ngồi vào bàn đàm phán. Việc thương lượng giữa Mỹ và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã diễn ra từ sau chiến dịch Tết Mậu Thân năm 1968. Các bên dùng hội nghị như một diễn đàn để đấu tranh chính trị. Tuy nhiên,
Khi chưa bên nào giành được ưu thế tuyệt đối trên chiến trường, các cuộc đàm phán thường không đi đến kết quả gì. Đến tháng 1 năm 1973, khi lợi thế đã nghiêng hẳn về Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam, đồng thời sau thất bại của cuộc tập kích chiến lược 12 ngày đêm bằng không quân, Mỹ buộc phải hạ giọng và tỏ ra sẵn sàng hợp tác. Ngày 27 tháng 1, Hiệp định Hòa bình được ký kết tại Paris. Theo đó, Hoa Kỳ sẽ rút hết quân đội của mình và các đồng minh, cam kết không can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam. Phía Việt Nam Cộng Hòa tuy không tán thành hiệp định nhưng buộc phải ký kết dưới sức ép của Mỹ. Sự tồn tại của chính quyền này đã sắp đi đến hồi kết thúc. Sau Hiệp định Paris, Hoa Kỳ rút quân khỏi Việt Nam nhưng vẫn giữ lại hơn 20.000 cố vấn quân sự và tiếp tục viện trợ cho chính quyền Sài Gòn. Mặc dù trong hiệp định có điều khoản các bên phải dừng bắn tại chỗ, quân đội Việt Nam Cộng Hòa vẫn huy động toàn bộ lực lượng tiến hành chiến dịch tràn ngập lãnh thổ, hành quân Bình Định, lấn chiếm những vùng của quân giải phóng. Từ cuối năm 1973, quân giải phóng miền Nam bắt đầu phản công trở lại, tái chiếm những vùng bị mất. Trong giai đoạn từ năm 1973 đến tháng 2 năm 1975, giao tranh chủ yếu ở quy mô nhỏ. Thời kỳ này có một sự kiện gây bất ngờ với cả Việt Nam Cộng Hòa lẫn Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, đó là việc Trung Quốc tấn công và chiếm đóng hoàn toàn quần đảo Hoàng Sa vào tháng 1 năm 1974, khi đó đang nằm dưới sự kiểm soát của chính quyền Sài Gòn. Mỹ và hạm đội 7 không giúp đỡ Việt Nam Cộng Hòa khi được yêu cầu, trong khi chính phủ cách mạng lâm thời Cộng Hòa miền Nam Việt Nam đã ra bản tuyên bố phản đối hành động này của phía Trung Quốc. Sự việc cũng làm căng thẳng thêm quan hệ giữa Trung Quốc với Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Cuối năm 1974, đầu năm 1975, Bộ Chính trị Trung ương Đảng đã đề ra kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 đã diễn ra trong gần 2 tháng, kể từ ngày 4 tháng 3, qua 3 chiến dịch lớn là Tây Nguyên, Huế, Đà Nẵng và chiến dịch Hồ Chí Minh đánh vào Sài Gòn. Thực hiện kế hoạch, ta tập trung quân chủ lực mở chiến dịch quy mô lớn ở Tây Nguyên. Trận chiến then chốt mở màn ở Buôn Ma Thuột ngày 10 tháng 3 đã giành thắng lợi. Ngày 12 tháng 3, địch mở cuộc phản công nhằm chiếm lại thành phố này nhưng không thành. Sau thất bại đó, hệ thống phòng thủ của Việt Nam Cộng Hòa ở Tây Nguyên rung chuyển, quân địch mất tinh thần, hàng ngũ rối loạn. Ngày 14 tháng 3, Nguyễn Văn Thiệu phải ra lệnh rút toàn bộ quân khỏi Tây Nguyên về giữ duyên hải miền Trung. Đến ngày 24, vùng Tây Nguyên rộng lớn đã hoàn toàn được giải phóng. Sau thắng lợi ở Tây Nguyên, Bộ Chính trị quyết định tiếp tục tấn công giải phóng Huế và Đà Nẵng, hai thành phố lớn nhất miền Trung. Chiến dịch bắt đầu từ ngày 21 tháng 3 ở Huế, quân ta đánh thẳng vào căn cứ địch và chặn các đường rút chạy của chúng, hình thành thế bao vây thành phố. Đến ngày 23 tháng 3, Huế và toàn bộ tỉnh Thừa Thiên được giải phóng. Đà Nẵng là căn cứ quân sự liên hợp lớn của Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa. Hơn 100.000 quân địch bị dồn về đây sau khi thua trận, trở nên hỗn loạn và mất hết khả năng chiến đấu. Sáng ngày 29 tháng 3, quân ta từ ba phía, Bắc, Tây, Nam, tiến thẳng vào thành phố, đến 3 giờ chiều thì giải phóng được Đà Nẵng. Sau hai chiến dịch thắng lợi, Bộ Chính trị Trung ương Đảng quyết định thực hiện đòn đánh cuối cùng, giải phóng Sài Gòn Gia Định. Chiến dịch này được mang tên là Chiến dịch Hồ Chí Minh. Trước khi bắt đầu chiến dịch, quân ta tiến công Xuân Lộc và Phan Giang, những căn cứ trọng yếu bảo vệ Sài Gòn từ phía đông. Với việc hai tuyến phòng thủ này bị chọc thủng, nội bộ Mỹ và chính quyền Việt Nam Cộng Hòa càng thêm hoảng loạn. Ngày 18 tháng 4, Tổng thống Hoa Kỳ ra lệnh di tản hết người Mỹ ra khỏi Sài Gòn. Ngày 21 tháng 4, Nguyễn Văn Thiệu tuyên bố từ chức Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa. 5 giờ chiều ngày 26 tháng 4, quân ta được lệnh nổ súng mở đầu chiến dịch. 5 cánh quân giải phóng đồng loạt tấn công, vượt qua tuyến phòng thủ ngoài của địch và tiến vào trung tâm Sài Gòn, đánh chiếm các cơ quan đầu não. 10 giờ 45 phút sáng ngày 30 tháng 4 năm 1975, xe tăng và bộ binh ta tiến vào Dinh Độc Lập, bắt giữ toàn bộ nội các Sài Gòn. Dương Văn Minh vừa nhậm chức Tổng thống trước đó vài ngày đã phải tuyên bố đầu hàng không điều kiện. Lá cờ cách mạng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập đánh dấu sự toàn thắng của chiến dịch Hồ Chí Minh cũng như cuộc kháng chiến chống Mỹ, thống nhất đất nước. Sau khi giải phóng Sài Gòn, các tỉnh miền Nam còn lại cũng đồng loạt nổi dậy. Đến ngày 2 tháng 5, Châu Đốc là tỉnh cuối cùng được giải phóng. Sau cuộc chiến giành thắng lợi năm 1976, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam đã tổ chức tổng tuyển cử để hợp nhất. Quốc hiệu được đổi thành Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, thủ đô là Hà Nội, Sài Gòn Gia Định được đổi tên là thành phố Hồ Chí Minh. Việt Nam bước sang giai đoạn khôi phục và phát triển kinh tế xã hội, hàn gắn vết thương chiến tranh. Ngay sau thắng lợi của Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, thống nhất đất nước, lực lượng quân Khmer Đỏ ở Campuchia đã nhiều lần xâm phạm lãnh thổ của nước ta, dù cho Việt Nam có nhiều động thái để duy trì hòa bình.
Vì vậy, tháng 12 năm 1978, quân đội Việt Nam tổ chức phản công, quét sạch quân Khmer Đỏ ra khỏi lãnh thổ và tiến vào thủ đô Phnom Penh ngày 7 tháng 1 năm 1979. Đến năm 1989, quân đội Việt Nam rút về nước sau khi chính quyền của Campuchia ổn định và lực lượng diệt chủng bị đẩy lùi. Việc Việt Nam phản công và lật đổ chế độ Khmer Đỏ ở Campuchia là cái cớ để Trung Quốc mở cuộc tấn công xâm lược. Ngày 17 tháng 2 năm 1979, khoảng 400.000 quân Trung Quốc đã bất ngờ tấn công vào các tỉnh biên giới phía Bắc nước ta. Sau sự yếu thế ban đầu, Việt Nam đã tổ chức phản công và dần giành lại lợi thế. Tới ngày 18 tháng 3 năm 1979, Trung Quốc tuyên bố rút quân. Mặc dù vậy, cuộc chiến đã dẫn đến việc cắt đứt quan hệ ngoại giao giữa hai nước trong suốt 13 năm. Trong khoảng thời gian này, tháng 3 năm 1988, Trung Quốc sử dụng tàu chiến tấn công và chiếm đóng bãi Gạc Ma, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Cho tới nay, Trung Quốc vẫn chiếm đóng quần đảo Hoàng Sa và một số đảo thuộc quần đảo Trường Sa. Tuy nhiên, Việt Nam tuyên bố chủ quyền với hai quần đảo này và phản đối sự chiếm đóng của Trung Quốc. Từ năm 1986, Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đã tiến hành đổi mới toàn diện đất nước. Tình hình kinh tế xã hội được cải thiện đáng kể. Cùng với đó, Việt Nam bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc và Hoa Kỳ, thiết lập quan hệ ngoại giao với 192 nước tham gia vào các tổ chức kinh tế, quốc tế quan trọng. Ngày nay, Việt Nam là một trong những nước có quy mô dân số lớn và tốc độ tăng trưởng kinh tế thuộc nhóm nhanh nhất thế giới, được coi là con hổ mới của châu Á cùng với Thái Lan, Indonesia, Malaysia và Philippines.